Thật ra thì thời gian này thì Miu cũng khá là bận rộn, cộng với lại cái lịch trình cho đám cưới ấy, thì nó còn phải sắp xếp nhiều cái công việc khác nữa. Cho nên là tháng 5 vừa rồi là mình đã dành gần như toàn bộ thời gian để xử lý xong hết tất cả các công việc của mình để kết thúc vào cuối tháng 5, và mình dành cả tháng 6 để chuẩn bị cho cái hôn lễ sắp diễn ra của mình. Chú rể và mình cũng đang cùng nhau để mà chuẩn bị cho cái hôn lễ. Tại vì tụi mình thì mỗi người sẽ phụ trách một việc. Nếu như mà ai giỏi hơn những cái lĩnh vực nào đó hơn, ví dụ như mình giỏi hơn về visual, về ad này kia thì mình sẽ phụ trách những cái đó, rồi chú rể sẽ phụ trách những cái công việc khác. Cái hành trình của mình đã trải qua 15 năm ở trong nghề, và có thể nói là có rất là nhiều những cái thăng trầm, cũng như là có những cái niềm vui, cũng coi như là có những cái biến cố nó xảy ra. Và cái chặng đường đó nó rất là dài. Mình đã hoạt động nghệ thuật suốt nhiều năm, và đây lại là một cái cột mốc rất là đặc biệt của mình. Có thể trước giờ khán giả chưa có từng thấy là Miu công khai cái chuyện kết hôn, chuyện tình cảm của mình. Tại vì ở đó giờ mình làm nghề thì mình vẫn nghĩ là cái chuyện tình cảm đó, thì mình không có muốn dùng cái chuyện tình cảm để cho nó ảnh hưởng đến cái công việc. Đây có lẽ là cái lần đầu tiên mà khán giả sẽ thấy là mình cởi mở hơn để chia sẻ với mọi người về một cái cột mốc quan trọng trong cái cuộc đời của mình. Và mình nghĩ rằng cái cột mốc này nó như một cái chặng quan trọng trong cuộc đời, trong sự nghiệp của mình và của một cái người phụ nữ. Và ở cái cột mốc này thì mình lại muốn chia sẻ cái niềm vui và cái niềm hạnh phúc của mình với tất cả mọi người. Trước giờ mình chưa có công khai cái chuyện tình cảm á, thì khi mà mình bắt đầu công khai thì chắc là mọi người cũng sẽ bất ngờ, và có thể là mọi người sẽ sốc khi mà đọc được cái thông tin là Miu đám cưới, vậy Miu sẽ cưới ai, thì mọi người sẽ rất là quan tâm đến những cái thông tin đó. Thì vô tình nhiều khi nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc sống riêng của mình, tại vì trước giờ thì mình quen cái cuộc sống của mình nó khá là khép kín và kín đáo, tức là mình cũng chưa trải qua cái cảm giác mà mọi người sẽ rất tập trung chú ý vào mình như vậy. Mình tham khảo ý kiến của trái tim mình. Mình nghĩ chuyện tình yêu thì nên nghe trái tim mách bảo mình. Mình là một người khá là tự lập ở trong cuộc sống của mình, và mình tin rằng tình yêu và hôn nhân thì hai người trong cuộc chính là quan trọng nhất. Và cái việc mình cảm nhận về đối phương như thế nào, đối phương cảm nhận về mình như thế nào, thì nó có giá trị và có ý nghĩa trong cái tình yêu của hai người. Cho nên là trong hôn nhân thì mình sẽ chọn lựa là nghe trái tim của mình mách bảo. Mình rất là muốn dành nhiều thời gian cho gia đình. Tại vì không biết sao mình luôn cảm giác là mình sợ đến một lúc nào đó mình không còn đủ cái thời gian để dành cho gia đình của mình nữa. Nên thay vì đi chơi nhiều với bạn bè hoặc là dating tình cảm, thì mình dành rất nhiều thời gian của mình cho đi chơi với ba mẹ và với bà của mình. Tại vì mình có một cái nỗi sợ, là mình sợ là mình không biết là mình được gần người thân mình đến lúc nào. Mình sinh trưởng và lớn lên trong cái gia đình là ba mẹ mình rất là thương yêu nhau, và cả gia đình là đi đâu cũng có nhau hết. Ba mẹ mình là gần như không có tách rời nhau. Thì từ nhỏ mình được nuôi dưỡng trong cái tình yêu thương đó, thì mình giống như trái tim của mình nó được tròn đầy bởi cái tình cảm á, và mình thấy thương gia đình của mình lắm. Cho nên là mình cũng dĩ nhiên mình sẽ rất là trân trọng một người đàn ông sẽ có tính cách yêu thương gia đình giống như ba của mình. Thì mình nghĩ cái đó nó sẽ là cái phản xạ, cái vô hình chung của mình là mình sẽ cảm mến với cái điều đó, và mình cũng sẽ muốn cái gia đình của mình về sau nó cũng sẽ như vậy, tức là một cái gia đình đầy tình yêu thương, đầy ắp cái tiếng cười, và gia đình sẽ luôn gắn kết, luôn yêu thương với nhau. Nếu mà nói về một cái cột mốc thì mình nghĩ chính là cái khoảng thời gian này. Trước giờ thì mình rất là ngại chia sẻ về chuyện tình cảm, và đặc biệt đây là lần đầu tiên mình đến với hôn nhân, thì nó là một cái cột mốc trong cuộc đời của người con gái, cũng là một cột mốc quan trọng đối với một nghệ sĩ. Và để chia sẻ được, để mở lòng ra được với khán giả về những cái câu chuyện kết hôn của mình, thì nó cũng là đánh dấu một cái bước ngoặt vào trong cái hành trình của mình. Mình cũng rất hay tâm sự với một số bạn bè của mình là nghệ sĩ, thì đúng là sẽ có những cái khoảng thời gian mà tụi mình cảm thấy chông chênh lắm. Thì và cũng đúng, thật sự là ở ngoài đời cũng nhiều, không phải cuộc sống ai cũng sẽ toàn màu hồng hay lúc nào cũng phải thăng tiến. Nó sẽ có những cái giai đoạn mà mình cảm thấy chông chênh, một chút chứng choáng gì đó trong cái cuộc đời của mình. Thì
mình chấp nhận nó như một cái điều bình thường thì mình sẽ thấy dễ chịu hơn. Mình cũng sẽ có những lúc trông trên, cũng sẽ có những lúc buồn, nhưng mà mình biết cái cuộc sống thì sẽ phải có vui, có buồn. Mình đã may mắn nhận được rất là nhiều thứ mà ông trời cho mình rồi, cho nên là mình không quá kỳ vọng là mình sẽ luôn luôn là một cái hình mẫu hoàn hảo. Mình không quá kỳ vọng là con đường mình đi sẽ rải toàn màu hồng và mọi người sẽ phải nồng nhiệt đón nhận mình. Thì mỗi khi mà mình trông trên, mình suy nghĩ đến cái điều đó thì mình sẽ cảm thấy là mình thấy nhẹ lòng hơn. Ai cũng sẽ có những cái lúc trông trên trong cuộc sống thôi, và những cái gì mình trải qua sẽ làm mình sẽ cảm thấy là bình thường hơn. Thật ra thì hào quang ở trong showbiz thì mình nghĩ là ai cũng sẽ thích, như cả người bình thường mình cũng thích, nhiều khi mình cũng thích được trở thành một cái phần quan trọng gì đó trong cuộc sống và được mọi người chú ý đến mình. Khi mà làm trong showbiz nhiều năm á, thì mình rút ra được một cái kinh nghiệm, đó là mình không kỳ vọng vào cái hào quang của showbiz. Tại vì ngày hôm nay khán giả yêu thích mình, cũng có thể ngày mai khán giả sẽ không còn yêu thích mình nữa. Nếu mình quá bấu víu, mình quá kỳ vọng vào cái điều đó thì mình sẽ rất là dễ buồn, rất là dễ thất vọng, rất là dễ tổn thương. Nhưng mà thay vào đó thì mình sống với cái nội tại của mình, tức là mình vui với cuộc sống hiện tại, cuộc sống thực tế của mình, và mình làm hết tất cả những cái gì tốt nhất, những cái gì có thể để làm đẹp cuộc sống của mình. Còn hào quang nếu có thì mình sẽ vui, mình đón nhận. Còn nếu như mà không có thì cũng không sao. Nói chung mình nghĩ là cái tính không kỳ vọng nó giúp mình tồn tại được khá lâu ở trong showbiz. Tại vì mình không kỳ vọng là mình sẽ phải thành một người nổi tiếng, mình không kỳ vọng là mình sẽ đạt được rất nhiều thứ, cho nên là mình sống rất là thoải mái với cuộc sống bình thường của mình. Nói thật là nếu như mà những cái chuyện buồn ở trong cuộc sống mỗi người mà mình đều có thể xóa đi thì xóa biết bao nhiêu cho là đủ, đúng không? Mình nghĩ là nếu mà có thể xóa thì dễ rồi. Và khi mà xóa được thì cũng biết chọn cái gì để xóa, tại vì sẽ có nhiều chuyện buồn, những lúc trong chân, nhưng mà mình nghĩ là mình cũng không muốn xóa cái gì, tại vì có thể là những cái lúc trong chân đó có thể là những cái chuyện buồn hoặc là những cái chuyện mình đã trải qua, những cái trải nghiệm đó nó hình thành nên cái tính cách của mình như bây giờ. Tại vì nếu như không có những cái biến cố, không có những cái lúc mà mình trong chân đó, thì có thể tính cách của mình không được làm Mayu như bây giờ. Cho nên thôi, cứ an toàn là mình thấy bây giờ mình đang ổn, nên thôi mình không xóa.